chiều với em đi mày pha thuốc uống. Mm.
Lấy đấy cho mẹ, con có để được đâu. Thank you.
Con đi rửa bát á. Nhìn đường đi. Đấy, chị My giỏi quá nha. Nhưng mà mẹ giờ bắt được rồi đấy nha. My giỏi đấy. Chân này đi á. Nóng quá nhỉ, nóng quá nhỉ. À, đi cắt tóc này, đi cắt tóc này, mình đi cắt tóc. Ừ, mẹ đưa em đi cắt tóc. Tóc em này dài lắm rồi, nóng lắm rồi.
Giá chỉ có 110.000 đồng. Thank you.